Hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho team Pharma ha, cách sử dụng Outlook Online. Thì muốn sử dụng Outlook Online á, đầu tiên chúng ta cũng vô cái Portal này ha. Portal thì mọi người biết cách vô Portal rồi. Ví dụ anh bấm này. Ok.com thì nó sẽ ra cái màn hình này. Lúc nào nó cũng gục morning, không biết tính theo thời gian nào. Và đúng rồi, được. Đúng chưa? Thì chúng ta muốn dùng cái Outlook thì chúng ta sẽ chọn Outlook ở đây. Outlook này thì nó sẽ là những cái email mà tương tác do anh sát cái email cho mọi người ha. Từ hôm nay anh muốn chỉ cho tụi em một cái quan trọng của cái Outlook đó là như vậy. Đây là mail của mọi người tới đây gửi cho anh. Thì anh có một cái thói quen á, là ví dụ những công ty thì anh chia ra, và sau đó khi mà mail tới á, thì anh sẽ copy, ví dụ mail nào anh đọc rồi, mail mà chưa đọc đúng không thì nó hiện đậm lên, còn mail nào anh đọc rồi á, anh sẽ ví dụ anh sẽ di chuyển mail đi vô cái công ty nào đó để cho nó liên lạc vào công ty, tại vì chúng ta làm dịch vụ mà nhiều quá đúng không, thì cái thông tin nó liên lạc thì anh bỏ vô đó, khi mà nó xử lý rồi thì bỏ vô đó. Thì cái này chỉ là cái cách mà mọi người tổ chức email thôi, anh tùy mọi người làm sao để mà thấy hay á thì mọi người giới thiệu cách của mọi người ha. Đó cũng là một cái innovation đúng chưa. Cái mà anh muốn nói với mọi người rằng ở đây đó, cái này á nó có cái share, có nghĩa là chúng ta gửi một cái mail nào cho khách hàng đó, nó sẽ có cái hài tác file đúng chưa. Thì chúng ta nên á là đây anh thấy ví dụ anh cái new mail ha, thì cách hài tác file này. Ví dụ anh gửi cho Liên đúng chưa. Bây giờ anh bấm vô đây thì nó sẽ lớn lên, có một file gửi cho khách hàng đúng không. Một á là tụi em attach trực tiếp cho cái mail luôn, còn hai á là share từ cái OneDrive của tụi em trước. OneDrive là mọi người biết rồi, gì có những cái file trong đó đúng không. Thì ví dụ như nè, anh muốn attach một cái file, anh sẽ chọn đây attach. Nó mới hỏi là attach từ computer hoặc cloud đúng không. Một là tụi em lấy từ cái computer máy tính của mình, hai là lấy cloud. Đa số tất cả các file của khách hàng đều để trên cloud của anh hết, là cái OneDrive của anh. Mình bắt như đây đúng chưa. Anh ví dụ ở đây là cái office chụp mấy cái hình đó lại. Anh lấy ví dụ này, anh chọn cái file này ha. Next thì ngay lập tức nó sẽ hỏi rằng share as a OneDrive link hay là attach as a copy. Share as a OneDrive link có nghĩa rằng là nó sẽ cho share, nó lấy cái file đó nó share cho khách hàng để khách hàng vô, khách hàng tải về đúng không. Còn attach as a copy có nghĩa là nó copy cái đó, nó đẩy lên trên cái mail của mình luôn ha. Thì chúng ta share as a OneDrive link có nghĩa rằng là chúng ta chỉ share cái đường link thôi và khách hàng tải về là xong. Thì nó tiết kiệm cái dung lượng của Outlook hơn là chúng ta attach as a copy. Attach as a copy có nghĩa là trong cái mail của mình á lập tức nó attach một cái file vô đúng không. Và nhiều khi mà cái file của mình nó quá lớn thì á là attach vô không nổi đúng chưa. Cho nên là chúng ta sử dụng uyển chuyển giữa xe OneDrive link và các attach copy. Ở với attach copy rất là dễ rồi, bấm vô cái là nó attach lên đúng không. Còn xe là OneDrive link anh sẽ làm thử nè, bấm vô đây ha. Đó thì các bạn thấy không, cái file nó đã attach nè, nhưng mà nó là một cái link chứ không phải là một cái file attach vô cái mail đúng không. Các bạn nhìn ở đây thì các bạn coi nè, anyone nè, change permission nè. Ở đây khi mình làm rồi thì mình vẫn có thể chuyển là attach as a copy được. Mình chuyển ra thành là attach as a copy ha. Còn ở đây mình change permission, khi mà mình gửi cái này thì mình muốn change cái cấp phép của nó thì mình bấm vô đây. Ở đây á là nó cho rất nhiều lựa chọn. Thì ở đây nếu mình chọn này là tất cả ai có cái đường link này đều có thể coi được. Còn bình thường có một cái rất là nguy hiểm đó, cho tất cả ai có đường link này có thể view và edit được cái file đó
đúng không các bạn? Cho nên nếu các bạn cho người ta có đường link mà chỉ muốn người ta vô tải cái file nó về thì các bạn phải chọn là anyone with the link can view. À, còn nếu các bạn muốn ai có cái đường link đó có thể view và sửa được cái file đó thì mới chọn này. Mà nó đưa default á, đưa mặc định là anyone with the link can view và edit. Nguy hiểm nha. Cái file mà file Word hay gì của bạn người ta sửa một cái, người ta vô thẳng cái đó người ta sửa luôn. Đúng rồi, file của mình đó. Tại vì cái file của mình á, nó đưa nằm trên của OneNote, của OneDrive của mình, người ta vô ta sửa luôn. Mình share cái đường link mà đừng cái đường link của mình là nó vô thẳng vô cái đó nó sửa thẳng cho cái file đó, cái link đó chỉ là copy cái đóng cái đó cho người ta thôi chứ người ta không có cách rồi. À, cái permission đó như vậy xong. À, rồi các bạn xem người ta sẽ tới người ta copy ta tải về được. Ok.